ngân hà xin mến chào quý khán thính giả của kênh audio chuyện hay quý vị và các bạn thân mến trong chương trình đọc truyện hôm nay ngân hà diễn đọc một câu chuyện vô cùng cảm động về chủ đề hôn nhân gia đình vẫn là một câu chuyện đời thực với những mâu thuẫn thường ngày giữa những thành viên trong một gia đình khi cơm chẳng lành canh chẳng ngọt nhưng câu chuyện lại khiến bạn đọc và nghe chuyện không khỏi xót xa thương cảm cho số phận của một người con gái như hạt mưa xa vào vũng nước tanh hôi. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Chị Hương đâu rồi? Xuống tôi bảo đây. Dạ con nghe ạ. Con xuống bây giờ ạ. Vừa mới sáng ra, tiếng nói chua ngoa của bà Lan, mẹ chồng Hương đã vang vọng khắp căn nhà. Nghe thấy tiếng gọi của mẹ chồng, Hương hốt hoảng vứt chiếc áo mà cô đang phơi dở trên tay, sau đó vội vàng chạy thật nhanh xuống nhà. Làm cái gì trên đấy mà lâu thế hả? Bà Lan chống lạnh, tay chỉ thẳng vào mặt Hương mà quát lớn. Dạ, dạ con phơi quần áo ạ. Có mấy cái quần áo, phơi mãi chưa xong. Tôi không hiểu cô làm được cái trò chống gì nữa. Còn đứng đấy mà nhìn à? Dọn bữa sáng ra cho chồng cô ăn, để nó còn đi làm. Không hiểu làm vợ cái kiểu gì nữa, Nói xong, bà ta lườm hương một cái rõ dài rồi quay lưng phe phẩy chiếc quạt trên tay bước đi. Nhìn thấy bóng lưng mẹ chồng đã dần đi khuất, Hương vội vàng vào bếp đun lại nồi nước dùng cho nóng để chuẩn bị dọn bữa sáng ra cho Hùng, chồng của cô. Được biết, Hương và Hùng lấy nhau tính đến nay cũng được 2-3 năm rồi. Nhưng trong suốt mấy năm làm dâu nhà hảo môn, Hương luôn bị mẹ chồng coi khinh chỉ bởi gia đình cô nghèo khó cuộc sống làm dâu của hương rất khổ cực cô không chỉ bị hành hạ cả về thể xác mà còn bị hành hạ cả về tinh thần mỗi buổi sáng thức dậy khi mặt trời còn chưa lên hương đã phải dậy chuẩn bị bữa sáng dọn dẹp nhà cửa giặt giũ quần áo cho cả gia đình chồng dậy rồi à con ra ăn sáng đi còn đi làm nhìn thấy hùng từ trên lầu bước xuống bà lan lập tức thay đổi sắc mặt tươi cười đon đả chạy lại kéo tay con trai ngồi xuống ghế mẹ ăn chưa mẹ ngồi ăn luôn đi cho nóng thôi con ăn đi lát nữa mẹ ăn sau cũng được nhìn ngắm đứa con trai đang ngồi ăn ngon lành trước mặt bà lan khẽ mỉm cười được biết hùng là con trai một trong gia đình nên từ nhỏ đến lớn anh được mẹ cưng chiều hết mực và cũng chính vì tình yêu cùng sự bao bọc mù quáng của bà Lan đã góp phần hình thành nên tính cách của Hùng như bây giờ. Ôi mẹ ơi, cái gì thế này? Cổng cốc nước cam lên. Khi vừa đê đế đến miệng, bất giác Hùng ném thẳng chiếc đi xuống đất rồi nhăn mặt quát lớn. Hương đâu? Cô ra đây tôi bảo mau. Nghe thấy tiếng Hùng gọi, từ ngoài sân Hương vội vứt chiếc chổi xuống mà hớt hải chạy vào. Có chuyện gì thế anh? Hương hỏi Sao có bữa sáng mà cô cũng không chuẩn bị cho nên hồn là thế nào? Nước cam tại sao cô không bỏ đường? Chua như thế thì ai mà uống được hả? Hùng quát lên, tay đập mạnh xuống bàn, trợn tròn mắt nhìn Hương. Em, em, em... Thấy chồng tức giận, Hương sợ hãi, co rúm người lại. Hai tay nắm chặt vào nhau, miệng lắp bắp, nói không nên tiếng. Phải, Hùng chính là người như vậy, một người đàn ông cọc cằn, vũ phu và gia trưởng. Anh ta không bao giờ biết lắng nghe ý kiến của người khác, cái tư tưởng phụ hệ đã ăn sâu bám rễ vào trong con người anh ta. Làm cái gì mà chưa sáng đã ồn ào thế? Từ trên lầu, một người đàn ông khoảng chừng ngoài 50 tuổi, trên tay cầm theo một chiếc cặp màu đen nhẹ nhàng đi xuống. Đấy, ông xem, chồng nó đi làm vất vả là thế, đến một bữa ăn nó cũng không làm cho ra hồn nữa, hỏi thế này ai mà chịu được hóa ra kia là ông quang chồng bà lan vừa nhìn thấy chồng bà ta đã vội vàng kể tội hương hai mẹ con nhà bà thôi đi có một cái việc nhỏ như thế cũng ầm ĩ hết cả lên còn thằng kia không ăn được thì nhịn muốn ăn ngon thì dậy sớm mà nấu đã nấu dâng lên tận mồm rồi còn chê bai nói xong ông quang ung dung quay người bỏ đi khác với bà lan ông Quang là một người rất biết điều, tốt bụng và đặc biệt rất tâm lý. Biết vợ mình là một người quá quắt, khát khe, còn thằng con trai mình thì nhu nhược, gia trưởng, nên ông Quang rất thương Hương. Thương vì tính tình hiền lành, chịu khó, cùng hoàn cảnh khó khăn của cô. Gia đình nghèo, bố thì bị tai biến nằm một chỗ, mẹ cô vất vả nuôi ba chị em ăn học. Chính vì vậy, việc Hương được gả vào đây không phải xuất phát từ tình yêu nhớ lại vài năm về trước khi hùng theo đuổi cô anh sang nhà cô để hỏi cưới hứa hẹn sẽ đem lại cho cô và gia đình cô một cuộc sống đầy đủ vì thế dù không có tình cảm với hùng nhưng hương vẫn quyết định lấy anh bởi cô tin vào lời hứa của anh cô tin rằng sau khi làm dâu nhà giàu bố mẹ và hai em cô sẽ bớt khổ nhưng cuộc sống đâu dễ dàng như những gì chúng ta mong muốn sau khi cưới được hương về hùng mới bắt đầu lộ ra bản chất khốn nạn của mình sau lời mắng của ông quang hùng bực bội mà đứng dậy bỏ đi căn nhà bây giờ chỉ còn lại một mình hương và bà lan đứng đó thấy chồng bênh con dâu mắng con trai nên bà lan rất tức giận bà nhìn về phía hương bằng gương mặt khinh bỉ lớn giọng quát còn trơ mất ếch ra đấy mà nhìn à dọn dẹp cái đống này mau hay bây giờ chị giỏi rồi được bố chồng bênh vực nên không coi ai trong cái nhà này ra gì nữa bà ta vừa nói vừa quay ra nhìn hương bằng bộ mặt chán ghét sau đó chống tay rồi vênh mặt bước đi về phòng thấy mẹ chồng đã dần đi khuất lúc này hương mới dám bật khóc những giọt nước mắt tủi hờn đang lăn dài trên gò má của cô hương lặng lẽ ngồi xuống nhặt từng mảnh thủy tinh đang vương vãi trên mặt đất Do không chú ý nên Hương đã đạp trúng một mảnh thủy tinh, máu từ chân cô không ngừng chảy ra. Hương đau đớn lấy tay nắm chặt bàn chân của mình lại, lê từng bước nặng nề đến bên cạnh chiếc tủ bếp. Mở ra Hương lấy một chiếc bông băng rồi tự mình xử lý vết thương. Nước mắt lã trả rơi, Hương cảm thấy xót xa cho số phận bạc bẽo của chính mình. Nỗi đau thể xác bây giờ không thể nào so sánh được với nỗi đau tinh thần mà cô đang phải gánh chịu Giang giang Tiếng chung điện thoại của Hương bỗng chốc reo lên Cô Lê theo tấm thân mệt mỏi Cùng đôi chân đang không ngừng dướm máu Từ từ tiến lại gần nhấc điện thoại lên Ở đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc Của một người phụ nữ Alo Hương à con Nghe đến đây Hương vội hít một hơi thật sâu Để lấy lại bình tĩnh Gạt đi những giọt nước mắt Đang lan dài trên má Cô cố gắng nói bằng giọng hết sức bình thường. Mẹ à, con nghe đây. Dạo này con khỏe không? Sao lâu rồi mẹ không thấy con về? Mọi chuyện vẫn ổn cả chứ? Câu hỏi của mẹ khiến nước mắt Hương không ngừng chảy xuống. Đã một năm nay rồi, Hương chưa được về nhà thăm mẹ. Mỗi lần cô định xin về là y như rằng bà Lan lại tìm đủ mọi cách không cho cô về. Bà ta nói nặng rồi nói nhẹ, làm khó làm dễ Hương. Dạ, Mọi thứ vẫn ổn, bố mẹ dạo này có khỏe không? Cố nuốt những giọt nước mắt vào trong, Hương cất tiếng hỏi. Bố mẹ khỏe, con đừng lo. Ở bên đấy nhớ giữ phép tắc, kẻo làm ông bà thông gia phật lòng nhé. Vâng, con biết rồi, giờ con đang bận chút, có gì mấy hôm nữa rảnh con về mẹ nhé. Ừ, được rồi. Nói xong, Hương vội vàng cúp máy, bởi cô không thể kìm chế được cảm xúc của mình thêm một giây phút nào nữa. Nếu tiếp tục nói chuyện, cô e là mẹ sẽ nhận ra sự khắc thường trong giọng nói của cô. Mà phận là con, khi đã đi lấy chồng, không lo được cho bố mẹ ngày nào, làm sao cô có thể để mẹ lo lắng cho cô được? Thôi thì mọi đau khổ, tủi nhục hãy để cô một mình gánh vác. "Chị Hương đâu? Lên tôi bảo đây." Từ trên lầu tiếng bà lan vọng xuống hương nghe thấy tiếng mẹ chồng gọi thì vội vàng đặt chiếc điện thoại lên bàn rồi lê theo đôi chân đang bị thương bước từng bước nặng nề mẹ gọi con có chuyện gì không ạ trưa nay mấy bà bạn của tôi đến đây cô ra chợ mua cái gì ngon ngon về nấu nhớ là chuẩn bị cho chu đáo đấy đừng để tôi phải mất mặt với bạn bè nghe rõ chưa tiền đây cầm lấy Nói xong, bà Lan cầm tờ 200.000 ném thẳng xuống dưới đất. Hương không hiểu là do bà ta cố tình hay vô ý. 200.000 làm sao đủ chuẩn bị một bữa ăn đàng hoàng. Nhưng mẹ ơi, chỗ này con sợ không đủ đâu. Nghe thấy con dâu nói vậy, bà Lan lườm cô một cái rồi bĩu môi, nói giọng rẻ biểu. Cái gì mà không đủ? Tôi đưa nhiều để con ăn chặn, rồi dấm rúi mang về nhà mẹ đẻ à? Tôi đâu có ngu, cầm tiền rồi đi mau đi. Nghe những lời lẽ xúc phạm của bà Lan, Hương cảm thấy rất tức giận. Nhưng cô đâu còn lựa chọn nào khác. Kể từ ngày về làm dâu nhà bà ta, Hương chưa một lần động đến một đồng nào trong căn nhà này. Ấy vậy mà bố mẹ cô vẫn bị mang tiếng là được con gái lén nút lấy tiền nhà chồng mang về cho. Nhìn tờ tiền trên mặt đất, Hương cắn răng nhị nhục cúi xuống nhặt lên. Rồi quay người bước xuống dưới nhà Khoảng một tiếng sau, đám bạn của bà Lan cũng đến. Nhìn đâu đó khoảng chục người, họ ngoài 50. Nhưng cách ăn mặc không khác gì những cô gái mới lớn. Những chiếc váy ngắn quá đầu gối để lộ ra đôi chân thô kịch, đôi lông mày xăm đậm cùng hàng lông mi cong vút. Nhìn vào họ, Hương cũng đã hiểu ra lý do tại sao bố chồng cô không cho bà ta ra bên ngoài kết bạn. Đến rồi à, Bà Lan từ trong nhà vội vàng đi ra, đon đả cười nói rồi mời họ vào trong nhà. Hôm nay bố chồng cô đi vắng, đến tối khuya mới về, nên bà Lan mới dám dẫn bạn bè về nhà ăn uống hát hò. "Ơ, cô con dâu mà bà hay kể đấy à?" Một người trong đám đó bỗng chỉ tay vào Hương và nói bằng giọng cợt nhả. "Ừ, nó đấy." Bà Lan trả lời. Không biết rằng, sau lưng Hương bà ta đã vẽ ra những câu chuyện gì mặc dù không biết nhưng cô chắc chắn một điều rằng đó sẽ không phải những gì tốt đẹp bởi bản tính của bà ta từ trước đến nay là như vậy luôn thích đi đặt điều và nói xấu người khác và rồi suốt cả ngày hôm đó dù đang bị thương ở chân nhưng hương vẫn phải hầu hạ dọn dẹp bãi chiến trường của đám bạn bà lan bày ra họ ăn uống hát hò nhảy múa đến tận tối muộn mới ra về Do mệt mỏi cả một ngày dài Nên đêm hôm đó Hương đã phát sốt Cơn sốt đã hành hạ cô suốt cả một đêm Người nóng gian Mồ hôi chảy ra đầm đìa Cơ thể thì run lên từng cơn vì rét Miệng cô khô đến mức không tài nào mở ra được Sau đó không thể chịu đựng được nữa Hương đành cố gắng Lê theo thân thể yếu ớt xuống dưới nhà Vừa cầm ly nước lên Đôi tay cô run khiến chiếc ly rơi xuống đất Choang tiếng động lớn đã đánh thức mọi người trong nhà dậy không biết có chuyện gì xảy ra bà Lan trên lầu vội vàng chạy xuống vừa nhìn thấy Hương bà ta lại bắt đầu lớn giọng đêm hôm có không để cho ai ngủ à tất cả đồ đạc trong cái nhà này đều phải mua bằng tiền đấy đã ăn bám thì biết điều một chút đừng đụng đâu hỏng đấy tiền không phải lá đa đâu nghe chưa có chuyện gì ông Quang xuất hiện từ đằng sau và cất tiếng hỏi đấy ông xem suốt ngày làm đổ bể có cái cốc cầm cũng không nên hồn nữa ông xem mà dạy lại con dâu của ông đi chứ không có ngày cả cái nhà này không còn một cái gì đâu thôi bà lên ngủ đi nói rồi ông quang nhăn mặt đẩy vợ lên phòng sau đấy ông đi xuống tiến lại gần chỗ hương ân cần cất tiếng hỏi con có sao không dạ con không sao ạ hương trả lời bằng giọng yếu ớt nhìn thân thể rệu rã cùng sắc mặt tái nhợt của hương ông quang liền biết rằng cô đang không khỏe trông thấy cô con dâu đáng thương đang cúi người nhặt từng mảnh vỡ trên đất ông quang liền kéo cô đứng dậy và nói thôi con cứ lên đi để đấy bố dọn cho dạ thôi để con dọn một chút là sao ạ biết rằng bố chồng là người tốt nhưng phận làm sâu hương làm sao dám để cho ông dọn thay cô chứ nếu bà lan nhìn thấy cô lại không sống được với bà ta lên phòng đi ông quang quát lớn thấy vẻ mặt nghiêm nghị cùng giọng nói đanh thép của ông quang hương cũng cảm thấy có chút sợ hãi cô ngoan ngoãn nghe lời lết theo thân thể mệt mỏi bước lên phòng sáng hôm sau thằng hùng đâu đêm qua nó lại không về đúng không ngồi trong bàn ăn ông quang quay qua hỏi hương nhưng không để hương kịp trả lời Bà Lan đã nhanh nhỏ đáp Ông để hay thật Sáng sớm nay nó đã đi rồi Không về là không về thế nào Bà vừa nói Vừa đưa ánh mắt qua nhìn Hương Như để ra hiệu một điều gì đó Có thật thế không Hương Dạ Vâng đúng ạ Hóa ra đây không phải là lần đầu tiên Hùng đi qua đêm Mà là rất nhiều lần như thế Nhưng anh luôn được bà Lan che giấu bởi vì nếu để bố anh biết chắc chắn ông sẽ lại điên lên chửi mắng hùng còn hương cô không có sự lựa chọn nào khác nên đành nói dối bố chồng vì nếu cô nói thật chắc chắn cô sẽ không yên được với bà lan thấy sự xác nhận từ con dâu nên ông quang cũng không hỏi thêm gì nữa mà ăn xong liền đứng dậy đi làm vừa bước ra đến ngoài cổng ông quang chợt nhớ ra mình đã bỏ quên tập tài liệu nên đã gọi vọng vào nhà Hương ơi, cầm hộ bố cái tập tài liệu màu xanh trên bàn ra đây. Nghe thấy gì chưa? Cầm nhanh ra cho ông ý mau. Bà Lan ngồi bên cạnh, tay cầm chiếc đùi gà, vừa ăn vừa nói. Dạ vâng ạ. Nói rồi, Hương cầm tập tài liệu rồi mau chóng đi ra ngoài đưa cho ông Quang. Của bố đây ạ. Bố cảm ơn. Mà Hương này, ông Quang rút từ trong túi ra một chiếc ví màu đen ông đưa vào tay hương ít tiền rồi bảo cầm lấy mua thuốc uống đi muốn tiêu gì thì tiêu mệt quá thì nghỉ ngơi đừng làm việc quá sức nghe chưa nhìn thấy số tiền trên tay cùng hành động ấm áp của ông quang nó làm hương có chút nghẹn ngào nước mắt cô rơi xuống hình ảnh này làm cô nhớ đến bố của mình trước đây khi cô còn nhỏ bố còn khỏe mỗi lần đi học về bố đều giấu mẹ mua kẹo cho cô cũng đã lâu lắm rồi cô chưa có lại cái cảm giác như vậy con cảm ơn bố hương nói bằng giọng nghẹn ngào nhìn thấy đứa con dâu đáng thương đứng trước mặt ông quang bỗng nở một nụ cười hiền từ xoa đầu cô rồi ân cần nói không có gì phải cảm ơn cả nếu thiếu tiền hay khó khăn gì cứ nói với bố bố giúp được thì bố sẽ nhất định giúp bố coi con như con gái của mình nên đừng ngại thôi vào nhà đi không mẹ con nhìn thấy bố đi làm đây dạ bố đi ạ thì ra việc để quyên tập tài liệu kia là do ông quang cố tình ông không muốn để bà lan nhìn thấy ông cho tiền hương vì ông hiểu rõ tính vợ mình nếu bà ta biết chắc chắn sẽ nhảy dựng lên rồi làm khó làm dễ hương cho mà xem Nghe những lời nói ấm áp của ông Quang, trái tim Hương như được sưởi ấm trở lại. Thật ra, cô cũng không quá bất hạnh như cô đã từng nghĩ. Thật ra, trong căn nhà tưởng chừng như địa ngục này, còn có người quan tâm cô, yêu thương cô hết lòng. Kể từ ngày cô về làm dâu, ông Quang nhìn thấy được sự vất vả của Hương, nên có đôi ba lần, ông cũng lén đưa tiền cô, rồi âm thầm giúp đỡ gia đình cô. Hương đều biết và ghi nhận hết Chính vì vậy, cô luôn cố gắng nhẫn nhịn làm một người con dâu tốt để có thể bù đắp và trả ơn về những việc mà ông đã làm cho cô. "Vào dọn đi. Đứng ngoài đấy làm cái gì mà lâu thế hả?" Tiếng nói chua ngoa của bà Lan từ trong nhà cất lên. Ngay sau đó, Hương gạt đi những giọt nước mắt, hít một hơi thật sâu rồi nhanh chóng bước vào nhà. "Hôm nay tôi đi có chút việc, cô ở nhà dọn dẹp nhà cửa." đằng sau có mấy cây hoa chết rồi đấy, nhổ nó lên vứt hết đi, rồi trồng cây mới xuống cho tôi. À mà chưa hết, trong nhà kho tôi thấy bừa bộn lắm, cô lo dọn dẹp lại gọn gàng đi, để như thế chuột nó vào nó cắn hỏng hết đồ của tôi. Làm xong thì giặt cái đống quần áo trong nhà tắm đi, đồ của tôi cô phải giặt riêng ra, mà phải giặt bằng tay, không nó hỏng cô đừng có trách. Toàn là đồ đắt tiền cả đấy, cô làm hỏng không có tiền mà đền đâu. Dạ vâng con biết rồi ạ nghe tiếng là làm dâu nhà giàu. Nhưng chưa một phút giây nào Hương được nghỉ ngơi, thậm chí cô còn không bằng một người giúp việc. Người ta đi làm thì được trả lương, còn cô đã làm không công, hầu hạ cả gia đình chồng. Ấy thế mà suốt ngày còn phải nghe những lời miệt thị chửi bới. Khoảng 15 phút sau, bà Lan ra khỏi nhà trong bộ váy súng xính. Hương cũng bắt đầu công việc của mình. Dù đêm qua sốt cao là thế, nhưng sang đến ngày hôm nay cô vẫn cố gắng làm việc khuôn mặt phờ phạc cơ thể rượu dã tay chân thì đau nhức toàn thân cô bây giờ như có hàng trăm tảng đá đang đè nặng trên vai hương ơi có nhà không nghe thấy ai đó gọi mình ngoài cổng hương từ từ ngó ra bóng dáng của một chàng trai quen thuộc nhưng do cô đang mệt đôi mắt lờ mờ không nhìn rõ hương cất giọng nói yếu ớt hỏi ai đây ở đây, Hoàng đây Người con trai kia cất tiếng nói Thì ra là Hoàng Thằng bạn hàng xóm bên cạnh nhà Hương Không biết hôm nay Hoàng đến đây có việc gì Không lẽ gia đình cô có chuyện gì xảy ra hay sao Nghĩ đến đây Hương vội vàng chạy ra ngoài Vừa thấy Hoàng Cô nở một nụ cười rồi cất tiếng hỏi Hoàng à Cậu đến đây có chuyện gì không À hôm nay tớ lên đây có chút việc Nên mẹ cậu có gửi cho cậu ít đồ nhờ tớ mang qua. Nói rồi, Hoàng đưa cho Hương túi đồ mẹ cô gửi. Bên trong nào là trứng, nào là rau, rồi thêm một số món đồ khác nữa. Đón lấy chiếc túi từ tay Hoàng, Hương bỗng chốc vui vẻ. Lâu rồi cô chưa về nhà, nhìn những món đồ mẹ gửi lên cô cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Cảm ơn cậu nhé, Hương đáp. Cậu sống ở đây ổn chứ? Sao lâu tớ không thấy cậu với anh Hùng về? câu hỏi của hoàng bỗng chốc khiến hương đứng hình cô không biết phải trả lời cậu ta như thế nào à ừ tớ vẫn ổn còn bố mẹ tớ ở quê vẫn khỏe cả chứ bố cậu vẫn vậy mẹ cậu thị dạo này thấy bà cũng yếu hơn đau lưng nhức xương cũng không làm được gì hôm nào rảnh cậu nhớ về nhé hai ông bà mong cậu lắm đấy ừ tôi biết rồi nói xong hoàng cũng chào tạm biệt hương rồi quay người rời đi nghe hoàng nói về tình hình sức khỏe của mẹ hương liền cảm thấy lo lắng sống mũi cô cay cay khóe mắt bắt đầu đỏ lên cô tự trách bản thân vì không thể giúp được gì cho cha mẹ giá như ngày xưa cô không đi lấy chồng giá như cô không tin vào những lời hứa hẹn của hùng thì có lẽ giờ đây cô đã không phải sống khổ sở như vậy quay người lại hương vừa bước đi được vài bước thì bất ngờ cô cảm thấy chóng mặt đầu óc cô quay cuồng đôi mắt mờ dần đôi chân không còn đứng vững hương ngã khuỵ xuống đất rầm tiếng động lớn đã làm cho hoàng kịp thời nhìn lại thấy hương đang nằm bất tỉnh trên mặt đất anh vội vàng chạy đến lay người hương rồi gọi hương cậu sao vậy hương anh gọi mãi gọi mãi nhưng hương vẫn không chịu tỉnh trời thì nắng cái nóng đổ xuống mặt sân như muốn thiêu muốn đốt mọi thứ không còn cách nào khác hoàng đành bế bổng hương lên và đưa vào nhà anh đặt cô nằm dài trên chiếc ghế rồi vội vàng chạy vào trong nhà tắm thấm nước một chiếc khăn để lau mặt cho hương nhìn cơ thể yếu ớt gầy guộc cùng đôi mắt thâm đen kia của hương nó khiến hoàng nhận ra cuộc sống hiện tại của cô không hề yên ổn như cô vẫn hay nói Khoảng 5 phút sau, Hương bắt đầu tỉnh lại. Cô thấy Hoàng đang ngồi trước mặt mình, bản thân thì đang nằm trên ghế, thắc mắc nên Hương cất tiếng hỏi. Sao cậu chưa về à? Có chuyện gì xảy ra thế? Cậu vừa bị ngất nên tớ đưa cậu vào nhà, cậu có sao không? Sao nhìn sắc mặt của cậu tiêu tụy vậy? Hoàng hỏi Hương một cách dồn dập, ánh mắt lo lắng nhìn cô có vẻ như đang chờ đợi một câu trả lời nào đó. Tớ không sao, thôi cậu về đi nói rồi hương đẩy tay hoàng ra nếu lát nữa bà lan về nhìn thấy cảnh anh trong nhà này chắc chắn bà ta sẽ lại làm ầm ĩ lên trong mà xem nhưng cậu không sao thật chứ có chuyện gì xảy ra với cậu à hoàng gặng hỏi hương nhưng cô vẫn cương quyết nói rằng mình không sao và dặn anh đừng kể chuyện này với bố mẹ cô bởi cô không muốn hai ông bà phải lo lắng tớ không sao cậu về đi hương vừa dứt lời thì đúng lúc bà lan quay trở về bà ta trợn tròn mắt nhìn hương rồi bất ngờ hét lớn cái gì thế này biết mẹ đang hiểu lầm mình nên hương vội vàng đứng dậy giải thích không phải như mẹ nghĩ đâu ạ à. chưa để hương dứt câu bà ta tiến lại tát thẳng vào mặt hương một cái thật mạnh cái tát của bà khiến hương ngã nhào xuống đất thấy hành động không phân biệt phải trái đúng sai của bà lan hoàng đứng bên cạnh không khỏi ngạc nhiên anh tiến đến đỡ hương đứng dậy rồi lớn giọng nói bác làm cái gì vậy tôi phải hỏi anh chị câu này mới đúng chị giỏi lắm nhân lúc chồng đi vắng bố mẹ chồng không có nhà chị ngang nhiên dẫn trai về đây để hú hí thử hỏi xem bố mẹ chị dạy chị kiểu gì cái loại đàn bà hư hỏng mất nết cút ngay ra khỏi nhà tôi mẹ không phải như mẹ nghĩ đâu hương đau đớn khóc lóc Cô quỳ xuống chân bà Lan mà van nài, giải thích. Thấy sự ngang ngược quá quắt của bà Lan cùng sự nhu nhược đến yếu đuối của Hương, anh không thể chịu đựng được nữa. Anh kéo tay Hương đứng dậy, gương mặt trở nên hung dữ, ánh mắt tóe ra lửa. "Cậu làm cái trò gì thế hả? Tại sao phải như thế? Mình đâu có làm gì sai, sao cậu phải sợ?" "Thôi, tôi xin cậu, cậu về đi Hoàng." Thấy mọi chuyện Càng ngày càng trở nên căng thẳng, Hương lên đẩy Hoàng ra về. Vì không muốn làm Hương khó xử, nên Hoàng đành nghe theo và quay người rời đi. Sau khi Hoàng đi khỏi, bà Lan nhấc điện thoại lên gọi cho Hùng. Alo, Hùng à, con về mà xem con vợ con nó dẫn trai về nhà đây này. Nghe mẹ nói như vậy, đầu dây bên kia Hùng như phát điên lên. Trong vòng 10 phút sau, anh đã có mặt ở nhà anh hùng hổ bước vào, nhìn thấy mẹ đang ngồi trên ghế cùng với người vợ hư hỏng đang quỳ dưới đất. Không nói không rằng, Hùng la vào đánh Hương, anh tát cô một cái thật đau rồi túm tóc cô giật ngược về sau. Mẹ kiếp, sao mày dám? Trước thái độ giận dữ của chồng, Hương cảm thấy sợ hãi, ánh mắt cầu xin, đôi tay run rẩy, miệng lắp bắp nói không thành tiếng. Anh, anh nghe em nói đã. Còn muốn nói cái gì? hôm nay không phải tôi về sớm nhìn thấy tận mắt anh chị hú ý với nhau thì không biết chị còn định lừa dối con tôi đến bao giờ à mà chắc đây không phải lần đầu nhỉ còn có những lần mà tôi không bắt gặp chắc chị cắm trên đầu con tôi không biết bao nhiêu cái sừng rồi đúng là loại đàn bà hư hỏng nhìn thấy con trai đang lên cơn điên bà lan không những không can ngăn mà bà ta còn cố tình dự chuyện bơm đặt đủ điều để cho hùng đánh hương không ngoài dự tính sau khi nghe những lời nói của mẹ, ngọn lửa trong hùng bốc cháy to hơn, anh trợn mắt, khuôn mặt dữ tợn nhìn Hương. Những gì mẹ tôi nói có đúng không? Tại sao cô dám làm như thế với tôi hả? Nói xong, anh ta giật tóc Hương, rồi đập đầu cô liên tiếp vào tường. Máu bắt đầu chạy ra, Hương không ngừng khóc lóc van xin, nhưng Hùng không có ý định dừng tay lại. Trong cơn điên, anh ta lao đến, cầm lấy chiếc bình hoa trên bàn, đập thẳng vào đầu Hương Cú va đập quá mạnh, khiến chiếc bình hoa vỡ tan nát, còn Hương, cô ngã lăn ra đất rồi bất tỉnh. Hành động điên cuồng mất kiểm soát vừa rồi của Hùng làm cho bà Lan đứng bên cạnh trở nên sững sờ, bà lao đến ôm lấy anh, ngăn không cho anh đánh Hương nữa, vì bà ta sợ, sợ rằng trong cơn giận dữ, anh sẽ giết chết Hương mất. "Thôi, con ơi, mẹ xin con. Mẹ bỏ ra." Hùng quát lên, ánh mắt long sòng sọc Thôi cho mẹ xin Con mà đánh nữa nó sẽ chết mất Hôm nay con phải giết nó Hùng hét lên đầy điên loạn Anh lao ra đập phá tất cả đồ đạc trong nhà Như để giải tỏa cơn tức giận 30 phút sau Hương được đưa đến bệnh viện Vì ban nãy may mắn rằng Ông Quang kịp thời quay trở về Nhìn thấy con dâu Đang nằm bất tỉnh trên mặt đất Máu chảy linh láng Cùng đứa con trai điên loạn Ông liền đưa Hương đến bệnh viện ngồi bên ngoài phòng cấp cứu bà lan đứng ngồi không yên không phải bà lo lắng cho hương mà bà sợ rằng chẳng may hương chết thằng con trai yêu quý của bà sẽ phải đi tù nếu mà không phải đi tù thì bà cũng cầu mong cho hương chết quách đi cho xong ai là người nhà của bệnh nhân nguyễn thu hương sau một tiếng trong phòng cấp cứu bác sĩ bước ra và hỏi tôi con dâu tôi sao rồi ạ ông quang đi đến gương mặt lo lắng nhìn vị bác sĩ giả tạm thời thì qua cơn nghi kịch rồi nhưng vẫn phải nằm viện để theo dõi do phần đầu của bệnh nhân bị chấn thương nặng nên máu đông tích tụ trong não chúng tôi cần theo dõi thêm dạ vâng cảm ơn bác sĩ sau khi vị bác sĩ rời đi ông quang mới hỏi bà lan gương mặt đanh thép ánh mắt sắc nhọn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thấy vẻ mặt tức giận của chồng nên bà ta có phần sợ hãi thì là con hương hôm nay nhân lúc mọi người không có ai ở nhà nó dẫn trai về hú hí bị tôi bắt gặp nên thằng hùng mới tức quá đánh nó vài cái nghe đến đây ông quang không tin vào tai mình ông không bao giờ nghĩ hương lại là người như vậy chắc chắn trong chuyện này có hiểu lầm gì đó đánh vài cái đánh vài cái mà bây giờ nó đang nằm cấp cứu à Ông Quang quát lên. Thì, thì, tại, thì tại vì nó ngã đập đầu xuống đất, đến mới vậy. Chứ thằng Hùng nó có làm gì đâu. Sao lúc nào mà ông cũng nghĩ xấu cho con mình thế? Tự ngã. Bà nói nghe buồn cười nhỉ. Tôi lại chẳng lạ cách thằng con trai quý hóa của bà. Bây giờ phải ăn nói với bố mẹ cái hương như thế nào đây? Nói rồi, ông Quang ngồi sụp xuống chiếc ghế bên cạnh. Ông không biết giờ đây sẽ phải đối mặt với ông bà thông gia như thế nào nữa. Ông bất lực ánh mắt nhìn xa xa. Sao ông phải lo nhỉ? Ông cứ bảo là nó tự ngã. Mà là do con gái nhà họ hư hỏng, mất nét, chứ không phải là do lỗi con trai mình đâu. Tôi còn chưa hỏi tội ông bà ấy là may rồi đấy. Đúng là đã nghèo, mà có đèn. Lời nói của bà Lan như đang chọc thẳng vào ổ kiến lửa trong lòng ông Quang. Đúng là mẹ nào con đấy. Ông không hiểu tại sao ông lại có thể sống chung với một người vợ ích kỷ, hẹp hòi và xấu tính giống bà Lan ông quát lên đầy tức giận tay giơ lên như không dám tát bà bởi vì ông khác với hùng ông không phải là loại đàn ông vũ phu sống chung với nhau mấy chục năm dù bà lan đã phạm nhiều sai lầm nhưng chưa bao giờ ông quang ra tay đánh vợ bà có im mồm đi không bà nói như thế mà nghe được à mẹ con nhà bà sống làm sao phải để đức lại cho cháu tôi nữa chứ con gái nhà người ta nuôi lớn về làm dâu nhà mình cơm bưng nước rót hầu hạ mẹ con bà không công vậy mà hai mẹ con bà nỡ lòng nào đối xử với nó như thế nếu đặt trường hợp vào tôi con gái tôi mà bị đối xử như vậy mẹ con nhà bà chắc chắn không sống yên với tôi đâu nói xong ông quang tức giận đứng dậy bỏ đi để lại một mình bà lan ngồi đó với cục tức trong lòng đến tận bây giờ bà ta vẫn chưa nhận ra mình sai ở đâu tại sao chồng bà lại có thể bênh con dâu mà suýt chút nữa đã ra tay đánh bà càng nghĩ càng tức bà thầm cầu nguyện thà rằng hương đừng tỉnh dậy thà cô ta chết quách đi cho xong để cho nhà bà được sống yên ổn ngày hôm sau khi nghe tin hương phải nhập viện cấp cứu mẹ cô vô cùng lo lắng hớt hại chạy vào khi vừa vào đến nơi bà lành mẹ của hương bất ngờ chạm mặt hai vợ chồng bà lan bà thông ra đấy à ông quang cất tiếng chào hỏi có chuyện gì xảy ra thế hai ông bà sao cái hương nó phải nhập viện nó đâu rồi con gái tôi nằm ở đâu hả bà bà lành vừa khóc vừa nói cháu hương bây giờ không sao rồi bà đừng quá lo lắng ông ơi ông dẫn tôi vào thăm cháu nó một chút với nói rồi ông quang liền đưa bà lành đến phòng bệnh của hương mở cửa bước vào bà lành như ngác khuỵ xuống đất nhìn đứa con gái đang nằm trên giường bệnh khuôn mặt hốc hác toàn thân bầm tím bà không khỏi xót xa nước mắt rơi xuống trái tim như có ai đó bắp chặt lại đứa con gái lành lặn của bà sao giờ lại thành ra thế này rốt cuộc thời gian qua nó đã sống như thế nào rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra bà vừa khóc tay nhẹ nhàng đưa ra nắm lấy bàn tay hương nhìn cô bây giờ gầy đi nhiều quá đôi bàn tay chai sần toàn những vết thương đã có chuyện gì xảy ra tại sao con gái tôi lại ra nông nỗi như vậy bà lành quay qua hỏi ông quang đối diện với câu hỏi của bà ông quang chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất ông không biết phải trả lời thế nào là do ông là do ông đã không biết dạy con là tại ông nên hương mới phải chịu những việc như vậy ông quang bất lực ông ân hận và tự trách chính mình thành thật xin lỗi bà nói rồi ông quang cúi gập người xuống nói lời xin lỗi với bà lành thấy chồng phải hạ mình, bà Lan đứng bên không chịu được cất tiếng nói. Đâu phải do lỗi nhà tôi, đã tại con gái bà. Nó ngu thì nó mới phải chịu chứ. Con bà ngon quá mà, nhân lúc nhà chồng đi vắng, lén lút dẫn trai về nhà, bị mẹ chồng bắt gặp không còn chối cãi được nữa. Bà xem mà dạy con gái bà như thế coi có được không? Lời nói cay nghiến của bà Lan khiến cho bà Lành không tin vào những gì mình nghe thấy. Bà không tin con gái bà lại làm ra những chuyện đáng xấu hổ như vậy. Mà cho dù nó có làm sai chuyện gì đi chăng nữa, thì cũng không đáng phải bị như vậy. Câm mồm! Ông Quang quát lên, khiến cho bà Lan câm nín. Bà nói sao? Con gái tôi nó dẫn trai về nhà. Nhưng dù thế nào, thì gia đình bà có thể sang nói với tôi. Hà có gì khiến nó ra nông nỗi như vậy? Tôi thành thật xin lỗi bà. Chuyện xảy ra không ai mong muốn cả là do chúng tôi không biết dạy con nên nó đã hành xử một cách thiếu suy nghĩ. Mong bà bỏ qua cho. Ông Quang nói bằng tất cả sự chân thành. Thấy ông Quang có vẻ là người hiểu chuyện nên bà lành cũng không muốn lớn tiếng ở đây. Bà muốn đợi Hương tỉnh lại để hỏi rõ đầu đuôi rồi sau đó bà sẽ đưa cô trở về nhà. Vài ngày sau, qua mấy ngày hôn mê, cuối cùng Hương cũng đã tỉnh lại. Nghe tin Hương nhập viện, hoàng cũng vội vàng vào thăm cô vừa nhìn thấy hoàng bà lan chạy đến chỉ thẳng vào mặt cậu ta rồi nói với bà lành đây đây cậu ta hôm nay lại dám vác cái mặt đến chính là cậu ta hôm đấy đã hú hí với con hương ở nhà tôi ông nhìn đi bà nhìn đi xem tôi có đặt điều cho nó không cái giọng chui chéo của bà lan khiến cho tất cả mọi người xung quanh ai cũng quay sang nhìn sao lại là cháu bà lành ngạc nhiên hỏi hoàng Bà biết cậu ấy ư? Ông Quang nói. Vâng, đây là bạn của Hương. Nó sát bên nhà tôi. Nghe thấy bà lành nói là người quen, ngay lập tức bà Lan lại rẻ biểu. À, hóa ra là người cũ à? Thảo nào! Tôi cứ tưởng nó là tình nhân mới, hóa ra là tình cũ, không dù cũng đến. Bà có thôi đi không? Ông Quang quát lớn. Sao ông quát tôi? Tôi nói không đúng à? Chuyện là như thế nào hả?" Bà Lành hỏi, bởi vì bà không tin vào những gì bà Lan nói, con gái bà sẽ không bao giờ dám làm chuyện động trời như vậy. "Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi bác ơi, hôm đấy á, bác có nhờ cháu mang ít đồ sang cho Hương nên cháu có tìm đến nhà để đưa. Nhưng hôm đó không có ai ở nhà, khi cháu chuẩn bị đi về thì thấy Hương bị ngất xỉu. Vì không biết phải làm sao nên cháu mới đưa Hương vào trong nhà. Đúng lúc đấy thì mẹ chồng Hương về, chưa cần biết đúng sai đã lao vào tát cậu ấy, nói cậu ấy ngoại tình rồi dẫn trai về nhà. Có đúng như vậy không? Ông Quang trợn mắt quay sang hỏi vợ. Thấy thái độ tức giận của chồng, bà Lan khẽ sợ hãi. Bà lắp bắp nói. Ai, ai, ai biết nó đến đu đổ, biết đâu đấy chỉ là cái cớ của chúng nó thì sao? Bác cần có bằng chứng không? Mẹ Hương là người làm chứng. Ngày hôm đấy là mẹ Hương nhờ cháu mang đồ sang Chẳng lẽ mẹ cô ấy lại tiếp tay cho con gái mình ngoại tình à? Biết đâu được, ai biết ma điên cổ lúc nào? Thấy mọi chuyện đã dần sáng tỏ, nhưng bà Lan vẫn không chịu nhận sai. Bà vẫn gân cổ lên mà cãi cho bằng được. Bà không tin hương trong sạch, cũng không tin vào những gì Hoàng nói. Bốp! Một cái tát như trời giáng Là ông Quang, ông đã ra tay đánh vợ của mình. Ông không ngờ bà lại có thể dụng chuyện đặt điều cho con dâu như vậy bây giờ đây đối diện với hương đối diện với bà lành ông không biết phải ăn nói thế nào mới phải tất cả là do vợ ông hồ đồ do thẳng con trai ông ngu dốt nên mới có thể tin những chuyện hoang đường như vậy bố hương cất tiếng nói ở đây ai cũng sững sờ và ngạc nhiên trước hành động của ông quang còn bà lan bà ta bị sốc trước cái tát của chồng đến mức không nói nên lời nước mắt rơi xuống bà ta khóc rồi tức giận bỏ đi tôi xin lỗi bố xin lỗi thành thật xin lỗi mọi người bố đừng làm như vậy mà bố đâu có lỗi gì đâu hương nằm trên giường cất giọng nói yếu ớt thấy con gái biết điều đến ngu ngốc bà lành đứng bên cạnh không khỏi xót xa bà tức giận quát lớn tại sao không có lỗi cả gia đình họ ai cũng có lỗi hết tôi không hiểu tại sao vợ ông lại có thể đặt điều cho con gái tôi như vậy tôi cũng không hiểu tại sao cái thằng con trai của ông nó lại ngu dốt đến thế đừng tưởng các người có tiền rồi muốn nói gì thì nói muốn làm gì thì làm nghe rõ chưa con tôi cũng là vàng là bạc chứ không phải là dơm là rác mà mặc cho các người trà đạp như thế nào cũng được nhà tôi nghèo thật nhưng nhà tôi cũng đủ sức để nuôi nó nếu xác định không đem lại hạnh phúc cho nó thì đừng làm khổ nó ngày mai đi về nhà về nhà mẹ nuôi không vì gì phải chịu cực chịu khổ bên cái gia đình đấy nữa, nghe rõ chưa? Vì quá tức giận nên bà đã mắng Hương, Chửi thẳng vào mặt ông Quang. Đối diện với những lời mắng chửi đó, ông Quang chỉ biết im lặng, cúi gằm mặt xuống đất. Còn Hương, cô chỉ biết khóc. Cô biết rằng, bây giờ cô đau một thì mẹ cô đau gấp trăm lần. Nhìn đứa con gái mình sinh ra lành lặn tử tế, bây giờ lại bị người ta đánh đập hành hạ, người làm mẹ nào chợt thấy xót xa. Nhưng dù có đau khổ thế nào, Hương vẫn không chịu bỏ chồng. Cô không muốn người đời chửi rủa bố mẹ cô. Cô không muốn họ khinh bỉ nói gia đình cô không biết dạy con nên mới bị chồng bỏ. Mẹ, con không sao. Hương vừa khóc, vừa ôm lấy tay mẹ. Đôi bàn tay ấm áp đã bao lâu rồi, cô không được nắm lấy. Nhìn mái tóc đang dần bạc đi vì thời gian, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, đôi bàn tay chai sần bởi sương gió cô thầm nhủ cô không thể làm gánh nặng cho mẹ cô được vài ngày sau cuối cùng hương cũng được xuất viện nhưng cô nhất quyết không theo bà lành quay trở về nhà mẹ cứ về đi con không sao mà chỉ là hiểu lầm thôi gia đình chồng con rất tốt anh hùng cũng chỉ vì quá yêu con nên mới ghen đến như vậy mẹ cũng đừng trách anh ấy quá mẹ như giữ gìn sức khỏe đừng làm việc nặng nhiều mấy hôm nữa có thời gian con sẽ về thăm mẹ. Thôi, bà yên tâm, tôi sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa đâu. Cháu Hương sẽ không phải chịu khổ như vậy nữa đâu, tôi xin hứa với bà. Thấy sự cương quyết của con gái cùng những lời nói chân thành của ông Quang, nó khiến bà lành cũng ngôi ngoai đi phần nào. Tuy rằng bà sót con gái, nhưng thật sự mà nói bà cũng không muốn Hương ly hôn, không muốn cô phải đau khổ đổ vỡ trong hôn nhân. Vì xã hội lúc bấy giờ, việc con gái bỏ chồng là một điều hết sức cấm kỵ. Nếu người con gái đã qua một đời chồng, sẽ phải sống một cuộc đời cô độc đến khi chết, bị người đời khinh bỉ, sỉ nhục. Mà bà thì lại không muốn Hương phải chịu những lời nói rẻm pha như vậy. Được rồi, nếu như ông đã nói như thế, thì tôi sẽ tin ông. Nhưng nếu như tôi biết con gái tôi bị gia đình ông đối xử tệ bạc, thì có phải chết tôi cũng không tha cho gia đình nhà ông đâu nói xong bà lành buông tay hương ra nhìn cô cùng gia đình chồng rời đi khóe mắt bà bỗng cay cay giá như bà có tiền thì hương sẽ không phải chịu khổ như vậy là tại bà tại bà vô dụng tại bà không lo cho con được một cuộc sống sung sướng nhìn con gái bị người ta khinh lòng người mẹ như bà cũng đau lắm nhưng vì tương lai của hương bà không thể làm gì khác gạt đi những giọt nước mắt, bà lành từ từ lê theo tấm thân nhỏ bé gầy guộc của mình, quay trở về nhà. Bà chỉ hy vọng rằng Hương sẽ sống thật tốt, chỉ cần nhìn thấy cô hạnh phúc, đối với bà như vậy là đã quá đủ rồi. Khoảng 30 phút sau, Hương quay trở về nhà. Bước vào trong, nhìn thấy bà Lan đang ngồi xem tivi, nhà cửa thì bừa bộn không một ai thèm dọn dẹp. Đống bát đĩa vứt lăn lóc trong bếp. Thấy thế, ông quang cất giọng nói bà ở nhà sao không dọn dẹp nhà cửa đi còn cái thằng hùng đâu vợ nó đi viện suốt mấy ngày trời không thấy mặt mũi nó đâu cả đúng là khốn nạn mà sao ông nặng lời thế nó là con trai ông chứ không phải con hương là con gái ông lúc nào ông cũng bênh nó rồi chửi con mình là sao bà lan hét lớn đúng vì nó là con trai tôi nên chưa bao giờ tôi mới thấy nhục nhã như bây giờ đây phận làm bố làm mẹ mà không dạy dỗ được con mình để nó trở thành một cái thằng đàn ông tồi tệ, khốn nạn. Có trách thì tôi đang tự trách chính mình đây." Thấy chồng đứng về phía con dâu nên bà Lan cũng không dám nói thêm gì nữa mà chỉ lặng lẽ bỏ đi. "Thôi, con lên phòng nghỉ ngơi đi." Ông Quang nhẹ nhàng quay qua nói với Hương. Nhắc đến mới nhớ, suốt mấy ngày Hương nằm viện, cô không thấy mặt mũi của Hùng đâu, không biết anh ta có phải con người không nữa. Hương từ từ bước lên phòng, mở cánh cửa ra, một mùi nồng nặc xông thẳng vào mũi Hương. Căn phòng bừa bộn, xung quanh là những tàn thuốc lá cùng ly rượu uống dở. Nhưng kia là cái gì? Hương từ từ tiến lại gần. Cô rất sốc khi nhìn thấy bộ đồ nội uy đang được vứt lăn lóc dưới sàn nhà. Trên giường, chăn gối xô sạch. Hương không muốn tin vào những gì mình đang suy nghĩ, nhưng sự thật trần trụi trước mắt khiến cô không tin cũng phải tin. Bộ đồ kia không phải của cô, rốt cuộc nó là của ai? Trên bàn, tại sao có tận hai ly rượu đang uống dở? Chẳng lẽ, trong những ngày cô sống chết ở bệnh viện, Hùng, chồng của cô lại dẫn người phụ nữ khác về nhà ăn nằm trên chính chiếc giường của cô hay sao? Hương cũng không thể nào tin tưởng nổi, anh ta đúng là một con quái vật, một tên đê hèn không có tính người anh ta đánh cô thừa sống thiếu chết khi cô đang nằm trong bệnh viện. Anh ta còn lợi dụng cơ hội để dẫn người đàn bà khác về đây. Phải chăng quyết định quay trở về của cô là một quyết định ngu xuẩn? Hương cảm thấy kinh tởm. Cô tiến đến cầm chiếc chăn cùng bộ ga giường ném xuống đất. Sau đó uất ức mà đi ra khỏi phòng. Cô bước lên sân thượng, đứng từ trên cao nhìn xuống cô ước gì bây giờ cô có đủ can đảm để có thể nhảy từ trên này nhảy xuống cô muốn kết thúc cuộc đời đau khổ này tại sao ông trời lại đối xử bất công với cô như vậy rốt cuộc cô đã làm gì sai hít một hơi thật sâu hương cố gắng lấy lại bình tĩnh cô không cho phép mình được gục ngã cô phải sống sống thật tốt bây giờ cô sẽ không yếu đuối nữa cô sẽ không để cho người khác muốn hành hạ mình như thế nào cũng được cô sẽ chiến đấu chiến đấu hết sức mình gạt đi nước mắt hương từ từ bước xuống dưới nhà đi qua phòng bà lan cô chợt nghe thấy cuộc nói chuyện của bà ta với hùng alo con về chưa về đi không bố mày lại điên lên lại khổ lát con về nhớ về đấy đừng có mà mang cái con bé hôm qua về để bố mày biết là mày chết làm gì cũng phải kín đáo vào một tí muốn làm chuyện đó thì ra bên ngoài, ai đời lại dẫn nó về nhà. May mà hôm qua người về nhà là mẹ đấy, chứ mà bảo là bố mày thì ông ấy băm mày ra thành trăm mảnh. Thôi, về sớm con nhé." Nghe đến đấy, Hương như chết lặng. Hóa ra mọi chuyện đúng như cô nghĩ, nhưng cái cô không ngờ tới là bà Lan, mẹ chồng cô, chính là người che giấu và tiếp tay cho hành động dơ bẩn đó của hùng. Nhưng so với việc đau khổ hay lao vào chất vấn bà ta thì Hương chọn cách im lặng. Cô tin vào số phận, tin vào nhân quả báo ứng. Trên đời này, mọi chuyện xảy ra đều là do số phận. Những người làm chuyện ác chắc chắn sẽ phải lãnh hậu quả. Nắm chặt hai tay vợ nhau, Hương nuốt nước mắt vào trong, rồi sau đó cô coi như chưa nghe, chưa biết chuyện gì. Ba tháng sau, khoảng thời gian vừa qua hương vẫn sống nhịn nhục trong căn nhà đó bà lan thì vẫn quá quắt như vậy vẫn tìm đủ mọi cách hành hạ và chèn ép hương còn tên chồng khốn nạn của cô thì không thay đổi có những ngày khi bố chồng cô đi vắng anh ta ngang nhiên dẫn người phụ nữ khác về nhà đứng trước mặt hương tỏ vẻ tình tứ thân mật nhưng rồi hương vẫn không nói gì cảm xúc cô dần bị chai lì cô sống như một cái xác không hồn mặc cho Hùng muốn làm gì thì làm. Anh ta muốn đưa ai về, Hương cũng không bận tâm đến nữa. Rồi ngày hôm đó, khi tất cả mọi người đi vắng, chỉ còn lại một mình Hương cùng với bà Lan ở nhà. Bà ta cũng khốn nạn, giống như thằng con trai của bà. Đằng sau lưng chồng, bà ta cặp kè với hết người này, tới người khác. Hôm nay, không hiểu có chuyện gì, một người đàn ông tầm ngoài 50, thân hình cao lớn, khuôn mặt dữ tợn đến tận nhà tìm bà Lan bà lan có nhà không khi vừa nhìn thấy hương ra mở cửa người đàn ông thô lỗ kia liền cất tiếng hỏi mẹ cháu ở trong nhà chú tìm mẹ cháu có việc gì không ạ có việc người đàn ông đó trả lời bằng giọng đầy cọc cằn rồi đẩy hương ra đi thẳng vào nhà hương ngỡ ngàng trước hành động đó của ông ta nhưng rồi cô cũng chẳng thèm bận tâm cho lắm bởi những người bạn của bà lan người nào chẳng thô lỗ và bất lịch sự như vậy. Đóng cổng lại, Hương quay người bước vào nhà. Khi đi ngang qua phòng bà Lan, Hương bỗng nghe thấy người đàn ông kia đang to tiếng. Cũng không chú ý muốn quan tâm, nhưng vì thấy cuộc nói chuyện của họ có vẻ rất căng thẳng nên Hương đã tò mò đứng lại. "Tại sao cô lại giấu tôi?" Người đàn ông kia quát lớn. "Anh bình tĩnh, bình tĩnh, nghe tôi nói đã." Giọng bà Lan có vẻ hốt hoảng không biết có chuyện gì đã xảy ra. Tại sao bà ta lại sợ sệt đến như vậy? Và người đàn ông kia là ai? Tại sao ông ta lại đến đây? Rốt cuộc thì hai người họ có mối quan hệ gì chứ? Nếu như tôi không phát hiện ra thì cô định giấu tôi đến bao giờ? Năm xưa cô theo cái thằng cha quang vì nó giàu hơn tôi. Đã thế cô còn mang của con của tôi đi. Bắt nó gọi thằng khác là bố. Cô nghĩ cô là ai mà có quyền chia cắt bố con tôi? người đàn ông kia tức giận quát lên lời nói của ông ta khiến hương không tin vào những gì mình vừa nghe được hóa ra hùng không phải là con ruột của bố chồng cô hóa ra năm xưa bà lan đã bỏ tình cũ khi ông ta xa cơ lỡ bước bà đeo bám ông quang gái ông rằng mình có thai để ép ông quang cưới bà nhưng thực chất cái thai trong bụng bà là của người đàn ông khác đúng là loại đàn bà xảo quyệt cháo trở thấy bí mật năm xưa bị vạch trần, bà Lan khóc lóc quỳ xuống dưới chân người đàn ông kia rồi van lại. em xin anh cũng vì bất đắc dĩ nên em mới phải làm như vậy năm xưa khi anh bị bắt em biết mình đã mang thai thân gái một mình em không thể cứ sống như vậy mà nuôi con em muốn con em nó có bố em muốn nó có một sống đầy đủ anh ơi xin anh đừng nói chuyện này ra thật sự thì em vẫn còn yêu anh Muốn định rằng sau khi ông Quang mất, thằng Hùng sẽ là người được thừa kế toàn bộ gia sản, lúc đó gia đình chúng ta sẽ đoàn tụ với nhau. Cô nghĩ tôi là thằng ngu à? Đợi khi nó chết, lúc đấy tôi đã biến thành ma rồi. Đừng nói nhiều. Bây giờ, tôi cho cô hai lựa chọn. Một là tìm cách giết chết nó. Hai là tôi sẽ nói bí mật này ra. Tôi sẽ giành lại con trai tôi, cô chọn đi. Được, em đồng ý anh cho em thời gian, em sẽ tìm cách khiến ông ta phải chết. Câu nói của bà Lan như xiết đánh ngang tai. Hương không nghĩ bà ta lại độc ác đến như vậy. Chuyện này không thể xảy ra trước khi bà ta ra tay. Hương phải nói chuyện này với ông Quang. Choang! Vì quá vội vàng nên Hương vô tình làm đổ chiếc bình hoa bên cạnh. Tiếng động lớn khiến cho cả hai đang ở trong phòng vội chạy ra. Nhìn thấy Hương đứng đó, chắc chắn Cô đã nghe thấy hết bí mật của mình, bà Lan tiến đến nắm lấy tóc Hương. "Mày đã nghe thấy gì rồi? Đồ đàn bà độc ác, tôi không ngờ bà có thể tàn nhẫn đến như vậy. Chắc chắn tôi sẽ nói cho bố biết bộ mặt thật của bà." Nghe xong những lời nói của Hương, bà Lan như chết lặng, bà không thể để cô nói ra chuyện này được, nếu như vậy, chắc chắn bà sẽ bị ông Quang đuổi ra khỏi nhà, bà sẽ ra đi tay trắng không có một đồng nào. Đáng lẽ mày không nên biết Tao sẽ không để mày hủy hoại tương lai của mẹ con tao đâu Dứt câu Bà Lan liền kéo Hương đến gần cổ thang Một tay bà ta đẩy cô xuống Không kịp phản ứng lại Hương ngã nhào rồi cô lăn xuống đất Đầu đập vào thành tường Máu không ngừng chảy ra Thấy hành động man rợ đó Người đàn ông kia chỉ biết trợn tròn mắt nhìn Bị điên à Hắn hét lên tôi không cho phép ai hủy hoại tương lai của mẹ con tôi nếu anh nói ra anh cũng sẽ có kết cục như vậy giờ thì anh cứ về đi tôi sẽ giải quyết mọi chuyện và liên lạc với anh sau nghe theo sự sắp xếp của bà lan tên đàn ông kia vội vàng rời khỏi đó vì anh ta vừa mới ra tù anh ta không muốn dính dáng đến pháp luật nữa mấy chục năm ngồi tù như vậy là quá đủ rồi sau khi người đàn ông kia rời đi bà lan từ từ rút chiếc điện thoại trong túi xa vội vàng gọi cho chồng khuôn mặt đang lạnh băng bỗng chốc thay đổi bà ta khóc lóc giọng đầy hốt hoảng ông ông ơi ông về ngay đi về ngay đi đầu dây bên kia ông quang lo lắng khi nghe thấy giọng nói hốt hoảng của vợ có chuyện gì thế cái hương cái hương nó bị ngã cầu thang được rồi bà cứ bình tĩnh giờ tôi về nói xong ông Quang liền cúp máy. Ông gọi cho Hùng, rồi hai bố con lao nhanh về nhà. Khi vừa về đến nhà, ông Quang bàng hoàng khi thấy Hương đang nằm bất tỉnh dưới mặt đất, xung quanh toàn là máu tươi. Có chuyện gì? Có chuyện gì đã xảy ra? Ông Quang hỏi. Vừa nhìn thấy chồng, bà Lan bắt đầu vai diễn của mình. Bà ta khóc lóc thảm thiết, tỏ vẻ sợ hãi, ôm chầm lấy ông Quang. Ông ơi! Ông ơi! Phải làm sao đây? tôi vừa về đã nhìn thấy nó nằm bất tỉnh dưới đất rồi tôi sợ quá nhỡ không may nó xảy ra chuyện gì thì sao hả ông nhìn vợ lo lắng ông quang liền nhẹ giọng trấn an không sao đâu bà bà gọi xe cấp cứu chưa tôi vừa gọi rồi chắc xe cũng sắp đến rồi ông ạ bà lan vừa dứt câu đúng lúc xe cũng đến mọi người nhanh chóng đưa hương lên xe rồi đi đến bệnh viện ở bên kia khi nghe tin con gái nhập viện bà lành mẹ của hương hoảng hốt chạy đến nhìn thấy gia đình chồng con gái đang ngồi bên ngoài bà lành liền lao thẳng tới túm lấy cổ áo ông quang mà quát lớn con gái tôi làm sao mà phải đi cấp cứu có phải các người lại làm gì nó rồi phải không nói đi nói mau đi nhìn thái độ tức giận của bà lành bà lan cũng không chịu lặng yên bà ta tiến đến hất cánh tay bà lành ra khỏi cổ áo chồng mình rồi chống tay lên vây mặt mà quát bà làm gì thế hả chúng tôi làm gì con bà không làm gì không làm gì mà tại sao con tôi lại nằm ở trong kia đáng lẽ ra lần trước tôi không nên để con gái tôi quay trở về nhà ông bà thì bây giờ nó đâu ra nông nỗi này ai là người nhà của bệnh nhân hương hai người đang tranh cãi đột nhiên cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra một vị bác sĩ trẻ tuổi cất tiếng hỏi là tôi là tôi con gái tôi sao rồi ạ à? Bà lành mau chóng lên tiếng Khuôn mặt lo lắng nhìn vị bác sĩ trẻ Do cú va đập quá lớn Dẫn đến mất máu nhiều Tuy không ảnh hưởng đến tính mạng Nhưng bệnh nhân tạm thời sẽ bị hôn mê Chúng tôi cần phải theo dõi thêm Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ ạ Bà lành nói Bây giờ một người theo tôi ra kia Để làm thủ tục nhập viện Bà đừng lo lắng quá Để tôi đi làm thủ tục nhập viện cho con bé Ông Quang cất giọng trấn an bà lành, sau đó rời đi theo vị bác sĩ. Nghe bác sĩ nói Hương bị hôn mê, chưa thể tỉnh lại, trong lòng bà Lan bỗng vui sướng. Bà mong rằng cô đừng bao giờ tỉnh, vì nếu Hương tỉnh lại thì bí mật về thân phận của Hùng cùng với việc bà ta cố ý giết chết Hương sẽ bị phanh phui. Bằng mọi giá, bà Lan sẽ làm tất cả để bảo vệ bản thân và thằng con trai yêu quý của mình. Một tuần sau, sau chuỗi ngày hương hôn mê cuối cùng ngày hôm nay cô cũng đã tỉnh mở mắt ra hương nhìn thấy mọi người đang đứng bên cạnh mình gương mặt bà lành lo lắng nhìn cô đôi mắt sưng lên vì thiếu ngủ đôi bàn tay nhăn nheo chai sần đang nắm chặt lấy tay cô mẹ hương cất giọng nói yếu ớt con tỉnh rồi à thế trong người sao rồi con có đau ở đâu không bà lành lo lắng hỏi Nhìn thấy Hương bất ngờ tỉnh lại, bà Lan hốt hoảng, bà không ngờ cô lại tỉnh nhanh đến như vậy. Tìm bà, bỗng đập nhanh, hơi thở trở nên dồn dập, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hương. "Sao mọi người lại ở đây? Có chuyện gì xảy ra à?" Hương cất tiếng hỏi với khuôn mặt ngơ ngác. Đứng trước câu hỏi của cô, ai nấy đều rất bất ngờ. "Con không nhớ gì sao? Con bị ngã cầu thang mà." Ông Quang lo lắng nói vậy sao con không nhớ gì cả mà chồng con đâu anh hùng đâu ạ à? hóa ra sau cú ngã vừa rồi đã khiến hương quên đi mọi chuyện đau khổ trong quá khứ cô bị kết luận là mất trí nhớ tạm thời những gì còn sót lại trong đầu cô chỉ là những hình ảnh đẹp về người chồng cô vẫn nghĩ rằng mình mới kết hôn mới về làm dâu gia đình ông quang chỉ cách có vài ngày Trước câu hỏi đầy thân mật của Hương về Hùng, ai nấy đều rất ngạc nhiên. Họ trợn trọn mắt, nhìn về phía Hương mà không biết trả lời thế nào. Thấy tất cả đều im lặng, Hương thắc mắc cất tiếng hỏi lại. Mọi người sao vậy? Chồng con đâu ạ? À, chồng con, nó vừa chạy ra ngoài, lát nó vào sau. Nhìn thấy con gái quên sạch đi những ký ức đau khổ, người làm mẹ như bà lành không biết nên vui hay nên buồn cho cô bà lặng lẽ gạt đi những giọt nước mắt hít một hơi thật sâu sau đó mỉm cười nói với hương thôi con nghỉ ngơi đi mẹ ra ngoài một chút vừa dứt lời bà lành bèn đứng dậy mở cửa bước ra ngoài khi vừa ra đến nơi bà lành không kiềm chế được cảm xúc đứng ở hành lang bà khóc nức lên như một đứa trẻ bây giờ bà không biết phải làm gì mới đúng nữa nói hết ra sự thật, nói ra những đau khổ của Hương rồi đưa cô trở về nhà, hay là chọn cách im lặng để cô sống trong cái thứ hạnh phúc giả tạo mà cô vẫn nghĩ. Mọi lựa chọn đối với bà thật khó khăn. Vài ngày sau, Hương cũng đến ngày được xuất viện trở về nhà. Bà lành ngỏ ý muốn đưa cô trở về nhà thì ngay lập tức bị cô từ chối. Không được đâu mẹ, con vừa mới về nhà người ta làm dâu, làm như vậy có sao được thì con về ở với mẹ ít hôm thôi cũng được mà chắc ông bà thông ra không có ý kiến gì đâu bà lành khuyên nhủ con vì bà sợ rằng nếu về nhà đó hương sẽ lại phải chịu cực khổ và ấm ức nhưng bây giờ phải nói làm sao để cho hương hiểu đây có gì vài hôm nữa rảnh con về thăm mẹ sau bây giờ con phải về đó trước đã nói rồi hương gạt tay mẹ ra và đi theo chân ông quang đi về nhà nhìn bóng dáng con gái đang dần khuất xa khỏi tầm mắt trái tim bà quặn thắt từng cơn vậy là cuối cùng bà cũng đã chọn cách im lặng bà mong cho cô được sống hạnh phúc dù đó chỉ là thứ hạnh phúc giả tạo coi như việc hương mất trí nhớ cũng là một việc tốt khi đó cô sẽ không còn cảm thấy đau khổ cảm thấy bất hạnh như trước nữa mặc dù biết niềm hạnh phúc giả tạo đó sẽ không kéo dài lâu nhưng bà lành vẫn chấp nhận đánh đổi dù đó chỉ là một ngày hay thậm chí là một giờ bà vẫn mong được nhìn thấy hương vui vẻ tình yêu của người mẹ giống như vực sâu muôn trượng mà khi ở dưới đáy chúng ta vẫn luôn tìm thấy sự tha thứ và lòng bao dung kể từ ngày hương mất trí nhớ mọi người trong nhà ai cũng làm tròn vai diễn của mình đặc biệt là bà lan trước mặt ông quang và người khác bà lan luôn tỏ ra chăm sóc yêu thương hương nhưng không biết ở đằng sau lưng bà ta âm thầm đánh cháo thuốc của hương bà ta muốn hương mãi mãi không thể nhớ lại chỉ có như vậy cuộc sống của hai mẹ con bà ta mới được yên ổn nhớ lại ngày hôm đó mọi người trong nhà đều đi vắng chỉ còn lại một mình hương và bà lan ở nhà cái hương đâu rồi giọng nói tranh chu của bà lan cất lên từ trong phòng hương vội vàng chạy xuống con đây có chuyện gì không mẹ xuống pha cho mẹ cốc nước cam, tự dưng mẹ thấy chóng mặt quá, mẹ lên phòng nghỉ một lát. Vâng, mẹ cứ lên nghỉ đi, lát con mang lên cho mẹ. Nói xong, bà Lan ôm lấy đầu, tỏ vẻ mệt mỏi, bước từng bước nặng nề lên trên lầu. Khi vừa bước lên đến nơi, bà ta mau chóng nhìn ngó trước sau, rồi mở cửa vào trong phòng của Hương. Thì ra, bà ta cố tình kêu Hương đi pha nước cam để dụ cô ra khỏi phòng. Nhân cơ hội đó, bà ta vào phòng của Hương với mục đích cháo thuốc của cô đang uống, khiến cho bệnh tình của Hương ngày một nghiêm trọng hơn. Người ta nói quả không sai, bản tính con người là một thứ rất khó có thể thay đổi. Mẹ làm gì vậy? Khi đang loay hoay cháo thuốc, bất ngờ Hương từ đâu mở cửa bước vào. Bà Lan giật bắn bình, đánh rơi hộp thuốc xuống dưới đất, miệng lắp bắp nói. À, 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 mẹ đang định tìm cái kẹp nhiệt độ tự dưng thấy trong người nóng quá mà nhớ ra uh, trong phòng con có nên mẹ vào tìm thử lần sau uh, con uống thuốc thì bỏ gọn vào chứ để lung tung thế này lại nhầm lẫn thôi để mẹ nhặt lên đã nói rồi bà lan cúi xuống nhặt từng viên thuốc bỏ vào trong lọ cũng may vừa nãy bà ta nhanh chí tìm ra một lý do nói dối hương không thì mọi chuyện đã bại lộ rồi thôi mẹ về phòng đi để đấy con nhặt cho lát con tìm nhiệt kế rồi con mang qua phòng cho mẹ ừ theo hộ mẹ nhé mẹ đau đổ quá vừa nói bà lan vừa làm ra vẻ mệt mỏi rồi nhanh chóng bước về phòng đến tối hôm đó khi cả nhà vừa ăn cơm xong hùng nhận được một cuộc điện thoại sau đó vội vàng đi ra ngoài alo đầu dây bên kia giọng nói của một người phụ nữ cất lên tối nay anh có qua quán không? Thấy bọn thằng Nam bảo tối nay có hàng, ngon lắm. Thôi, dạo này bọn cứng làm gắt lắm, cẩn thận ăn cơm tù như chơi. Không phải lo, chỗ mình kín đáo, bọn nó làm sao đánh hơi được đến tận đây. Mà anh sợ thì thôi, để bọn em chơi. Cứ tưởng anh thế nào, đúng là gan chuột nhất. Nghe mấy lời mỉa mai của người phụ nữ hùng cảm thấy tức giận anh ta hét lớn qua điện thoại đi thì đi sợ chó gì bố con thằng nào nói xong anh liền cúp máy chạy lên phòng thay quần áo sau đó lấy xe phóng thẳng ra ngoài nhưng hùng không hề biết cuộc nói chuyện vừa rồi của anh đã bị người khác nghe thấy ánh mắt đó đang theo dõi từng cử chỉ và hành động của anh kèm theo một nụ cười đầy bí hiểm khoảng một tiếng sau Hùng đến một quán bar nằm trong một con ngõ nhỏ, lối đi vào đây rất vắng vẻ và tăm tối. Anh để xe ở ngoài, sau đó mau chóng tiến vào bên trong. Không gian bên trong là một không gian quen thuộc đối với anh. Tiếng nhạc sập sình, những cô gái ăn mặc hở hang đang không ngừng nhảy múa trên sàn. Cuộc vui bây giờ mới chính thức bắt đầu. Hùng, bên này, một người bạn vẫy tay về phía Hùng anh mau chóng đi lại rồi ngồi xuống cất tiếng hỏi. Hàng đâu? Dứt câu, tên đàn ông ngồi bên cạnh đút vào tay Hùng một chiếc túi nhỏ màu trắng. Sao? Thử đi, hàng đợt này chất lượng lắm đấy. Dạch một đường trên chiếc túi, Hùng đưa tay lấy một lượng bột trắng, sau đó đưa vào miệng. Anh ta mỉm cười rồi cầm cốc bia bên cạnh lên hét lớn. Được đấy, nhập hội thôi, chứ gì? Suốt buổi tối hôm đó, Hùng chơi ma túy trong quán bar cùng với đám bạn. Chất kích thích khiến Hùng bị ảo giác, tiếng chuông điện thoại của anh không ngừng reo lên, Hùng chẳng thèm bắt máy, cảm xúc lâng lâng bay bổng đưa anh vào thế giới ảo. Dấu ta lên! Không biết công an đã đến từ bao giờ, bọn họ ập vào đây bất ngờ khiến tất cả không kịp trở tay. Đám bạn của anh thì đã chạy thoát thân, để lại một mình Hùng ngồi đó anh ta bị bắt vì đồn trong trạng thái thần trí không được tỉnh táo. Reng reng, tiếng chuông điện thoại kêu lên giữa đêm khiến bà Lan giật mình tỉnh giấc. Alo? Khi vừa bắt máy, đầu dây bên kia giọng nói của một người đàn ông cất lên. "Bác ơi, hùng bị bắt rồi, bác đến đồn công an nhanh đi." "Sao lại bị bắt?" Giọng nói bắt đầu run run, bà Lan hét lên qua chiếc điện thoại hùng chơi ma túy trong quán bar vừa bị công an bắt nghe đến đây bà lan như chết lặng bà không tin vào những gì mình vừa nghe thấy chiếc điện thoại trên tay bỗng rơi xuống đất bà quay qua nhìn ông quang rồi lắp bắp nói ông ơi ông ơi có chuyện gì thế ai gọi thế thằng hùng thằng hùng nó bị bắt rồi sao lại bị bắt ông quang quát lên người ta nói nó sử dụng ma túy bây giờ đang ở trong đồn công an ông ơi ông cứu con ông đi nghe đến đây ông quang liền trở nên giận dữ thằng con trai trời đánh này ông không nghĩ nó có thể làm ra những chuyện như vậy không phải cứu nó ngu thì nó phải chịu ai bảo bà, bà chiều nó cho lắm vào bây giờ thì sáng mắt ra chưa tôi biết lỗi của tôi rồi nhưng bây giờ ông phải cứu con nó không thể ngồi tù được còn tương lai còn sự nghiệp của nó nữa ông ơi Bà Lan vừa khóc, vừa quỳ xuống ôm lấy chân ông. Dù ông Quang có khắt khe thế nào, nhưng ông cũng không thể nhẫn tâm nhìn đứa con trai ruột của mình ngồi tù. Chính vì vậy, ngoài miệng thì ông nói những lời cay độc. Nhưng sau đó, ông cùng bà Lan vội vàng chạy đến trụ sở công an để bảo lãnh cho Hùng ra ngoài. Sau những ngày tháng chạy vậy khắp nơi, ông Quang cuối cùng đã phải bán cả công ty để lấy tiền lo cho Hùng thoát khỏi cảnh đủ tội. Bây giờ, Công ty thì đã mất, chỉ còn lại căn nhà là tài sản duy nhất của gia đình. Ông Quang bất lực nhưng không không biết phải làm sao, ông tự trách bản thân, trách mình không biết dạy con để nó hư hỏng, đi vào con đường sai trái. Tối hôm đó, sau khi Hùng trở về nhà, không khí trong nhà bỗng trở nên nặng nề đến lạ. Ông Quang không đánh đập cũng không chửi mắng anh, thay vào đó, ông chỉ im lặng, khuôn mặt lạnh lùng ánh mắt bất lực bước lên phòng. Cái hương đâu? Đi nấu cho trong mày bát cháo mau lên. Ngồi xuống đây đi con, ngồi xuống, ăn tí gì đi rồi đi ngủ. Mới ở trong đấy có mấy tháng mà người ngợm gầy hẳn đi. Khác hẳn với ông Quang, bà Lan thì vẫn cứ như vậy. Bà ta không hề tức giận trước hành động sai trái của con trai. Thay vào đó bà quan tâm lo lắng và chăm sóc anh ta từng chút một như chưa hề có chuyện gì xảy ra còn hương cô chẳng mảy may quan tâm đến kể từ ngày từ bệnh viện trở về hương như biến thành một con người khác không còn cái vẻ cam chịu nhẫn nhục như trước đây thay vào đó là sự thờ ơ đến lạ lùng nửa đêm hôm đó hương không ngủ được cô thức dậy đi ra ngoài để hít thở một chút không khí căn nhà này ngột ngạt quá nó ngột ngạt đến mức khiến cô không thể thở được nữa ơ bố đó là ông quang ông đã ngồi ở đây từ bao giờ sao bố không đi ngủ ngồi ngoài này gió lạnh lắm ạ hương tiến lại gần và cất tiếng hỏi nhìn thân hình gầy guộc đôi bàn tay chai dần vì sương gió hương cảm thấy rất thương ông tuy là con dâu nhưng ông luôn đối xử với hương giống như con ruột cả một đời vất vả làm lụng gây dựng nên được một cơ nghiệp đến bây giờ vì sự ngu rốt của thằng con trai ông đã chấp nhận đánh đổi tất cả nhìn vào mắt ông quang hương thấy được nỗi buồn chất chứa trong đó tuy rằng ông không nói ra thành lời nhưng chắc hẳn ông cũng mệt mỏi lắm sao giờ này mà con chưa ngủ ông quang cất tiếng nói trầm ấm hỏi hương con hơi khó ngủ một chút. Mà bố có ổn không ạ? Chắc bố buồn anh Hùng lắm đúng không ạ? Không, bố buồn bản thân mình." Vừa nói, ông vừa thở dài, ánh mắt nhìn ra xa xăm. Câu nói của ông làm Hương cảm thấy khó hiểu, tại sao người làm sai là Hùng mà ông lại không giận, cũng không trách anh? Từ nhỏ đến lớn, thằng Hùng là con một trong gia đình nên được nuông chiều mẹ nó bao bọc và yêu thương nó một cách mù quáng. Dù có làm sai hay phạm lỗi, bà ý cũng đều cho qua. Ngày hôm nay nó thành ra như vậy, một phần cũng là do bản thân bố. Là bố không tốt, làm cha mà không dạy dỗ được con mình. Cả một đời vất vả cũng chỉ mong cho cuộc sống sau này của con cái được sung sướng. Nhưng hình như bố đã sai. Bố chỉ biết kiếm tiền, để rồi khi có nhiều tiền lại là nguyên nhân khiến nó trở nên sa ngã coi như bây giờ mất hết mọi thứ thằng hùng sẽ biết mình sai ở đâu bố chỉ mong nó sống đàng hoàng như vậy đã là quá đủ rồi ông quang nói rồi âm thầm quay mặt ra sau để cố gắng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má bởi vì ông không muốn khóc trước mặt hương bản lĩnh của một người đàn ông không cho phép ông được rơi nước mắt nhưng có lẽ ngày hôm nay ông đã rất mệt mỏi ông bất lực vì những việc đang xảy ra bất lực vì người vợ quá vô tâm bất lực vì đứa con hư hỏng thôi con vào nghỉ đi bố cũng đi ngủ đây nói rồi ông đứng dậy từ từ bước vào nhà nhìn dáng người gầy gò cùng mái tóc đã điềm những sợi bạc của người đàn ông kia bất giác hương cảm thấy thương cảm Nhìn ông, cô nhớ lại đến bố của mình. Phận làm cha, làm mẹ, ai cũng mong muốn đem đến cho con những gì tốt đẹp nhất. Vài ngày sau, nghe tin Hùng bị bắt, tên tình nhân năm xưa của bà Lan cũng vội vàng chạy đến, nhưng lúc ông Quang đi vắng, hắn ta đã đến tận nhà tìm bà Lan. Trùng hợp thay lần này, người mở cửa cho hắn ta cũng chính là Hương. Nhìn thấy Hương, hắn bỗng trở nên sợ hãi hắn không ngờ sau cú ngã vừa rồi hương vẫn còn lành lặn đứng ở đây và tại sao mẹ chồng cô cố ý giết chết cô mà cô vẫn còn ở lại căn nhà này tại sao mọi việc cô nghe thấy cô lại không kể hết cho ông quang ông tìm ai hương cất tiếng hỏi nhìn thấy hương có vẻ không nhận ra mình hắn ta dần hiểu ra điều gì đó cô không nhận ra tôi à không ông là ai Hương nhăn mặt, ánh mắt dò xét người đàn ông xa lạ trước mặt mình. Khi đang định trả lời, từ đằng sau bóng dáng bà Lan xuất hiện. Bà lên tiếng cắt ngang cuộc chuyện trò của hai người. Bạn của mẹ, cứ để ông ấy vào đi. Thấy bà Lan nói đó là bạn mình, Hương cũng lễ phép cúi người chào hỏi, sau đó mở cửa cho ông ta bước vào nhà. Khi vừa vào đến nơi, hắn ta vội vàng quay sang hỏi bà Lan nó làm sao vậy tại sao nó lại ở đây nói bé thôi vào phòng rồi nói chuyện dứt câu bà kéo lấy tay người đàn ông kia vào trong phòng lần này bà ta cẩn thận hơn trước khi bắt đầu nói chuyện bà ta mở cửa dòm ngó xung quanh xem rằng có ai đang cố tình nghe lén câu chuyện của họ hay không nó bị mất trí nhớ rồi mà anh đến đây làm gì tôi đã bảo có việc gì thì gọi cho tôi anh đến tận đây Lỡ chẳng may chồng tôi về Thì biết làm thế nào Bà Lan gắt lên Tôi gọi cho cô có được đâu Mà tại sao thằng Hùng bị bắt Nó đâu rồi Bây giờ mọi chuyện ổn cả rồi Chỉ là công ty ông Quang đã bán Để chạy cho thằng Hùng Nên giờ tài sản của ông ý Chẳng còn gì ngoài cái căn nhà này cả Thế cô định tính sao Tên đàn ông kia lo lắng hỏi Tạm thời thì anh đừng xuất hiện. Đợi có thời cơ, tôi sẽ lấy cuốn sổ đỏ đi cầm. Căn nhà này nếu cầm chắc sẽ được khoảng gần 10 tỷ. Sau đó, khi lấy được tiền, tôi sẽ đưa thằng Hùng đến gặp anh. Cô làm gì thì nhanh lên, tôi không chờ được đâu. Anh nói ít thôi, bây giờ anh tạm thời không đến nhà tôi nữa. Mấy lần trước tôi lén ra ngoài gặp anh, ông Quang cũng đã nảy sinh nghi ngờ rồi đấy. Nếu để mọi chuyện bại lộ, cả tôi và anh đều chết, hiểu chưa? vừa nói bà lan vừa trợn mắt nhìn người đàn ông trước mặt sau bao nhiêu chuyện xảy ra bà ta vẫn quyết tâm lấy đi tất cả của ông quang vì bà sợ một ngày nào đó ông quang biết hùng không phải là con ruột của mình chắc chắn ông sẽ điên lên mà giết chết bà mất chính vì vậy dù có chuyện gì xảy ra bà ta cũng phải tính cho mình một đường lui an toàn nhất một tháng sau tôi đang tính đưa nó vào trại cai nghiện bà thấy sao không được bà lan hét lên hóa ra kể từ ngày hùng dính vào ma túy anh đã bị nghiện nhưng ở mức độ thấp nên anh được cho phép ở nhà tự cai ngày ngày anh bị nhốt trong phòng uống thuốc đều đặn nhưng không hiểu lý do vì sao bệnh tình của hùng không giảm mà ngày càng nặng thêm mỗi lần cơn vật đến hùng thường la hét rồi đập phá đồ đạc trong nhà và rồi ngày hôm nay cuối cùng ông quang cũng quyết định đưa hùng vào trại cai nghiện Ông nghĩ chỉ có vào đây mới là giải pháp tốt nhất cho anh bây giờ. Vì cứ kéo dài tình trạng của Hùng sẽ ngày càng nặng hơn. Tôi quyết rồi, bà đừng nói nhiều. Nó ra nung nỗi này là do ai? Không phải do bà nuông chiều hay sao? Mặc cho bà Lan nhất quyết không đồng ý, ông Quang vẫn quyết định đưa Hùng đi cai nghiện. Nếu hôm nay mà ông đưa nó đi, tôi sẽ chết trong xem. Có giỏi thì bà chết đi. Nếu bà không để cho nó đi, thì nó mới là người chết đấy sau những chuyện xảy ra bà lan vẫn cứ vậy bà không muốn hùng vào trại cai nghiện vì ở trong đấy anh sẽ phải chịu khổ nhìn con trai khổ cực bà không đành lòng nhưng với sự cương quyết của ông quang bà lan cũng đành bất lực nhìn người chồng trói tay con trai rồi đưa lên xe nước mắt bà rơi xuống hai tay nắm chặt lấy nhau bà không ngừng lẩm bẩm con yên tâm mẹ nhất định sẽ đưa con ra Chờ mẹ Nói xong bà Lan quay người bước vào nhà Sau khi nhìn thấy chiếc xe của ông Quang đã dần đi khuất nhấc điện thoại lên Bà gọi cho một người nào đó Khoảng 15 phút sau Tiếng chung cửa vang lên Ngay lập tức Hương vội vàng chạy ra mở cửa Trước mặt cô là hai người đàn ông Họ mặc trên người một bộ đồng phục Hình như đó là người sửa khóa Hai anh tìm ai thế? Hương cất tiếng hỏi không để hai người đàn ông kia trả lời, bà Lan đã xuất hiện kịp lúc và đưa họ lên phòng. Bà nói rằng chiếc ngăn kéo tủ của bà bị mất chìa khóa, nhờ họ đến nhà đánh giúp. Nhưng đâu ngờ, bà Lan thuê người đến để phá khóa tủ, hỏng lấy trộm đi cuốn sổ đỏ của ông Quang. Bởi vì đây là thời cơ thích hợp nhất để bà làm chuyện này. Nếu không làm, thằng con trai của bà sẽ phải chịu khổ trong đó một mình. Và người làm mẹ như bà không cho phép điều đó xảy ra. Và rồi sau khi hai người thợ khóa đó rời đi Bà Lan cũng nói rằng mình có chuyện phải ra ngoài Bà đi tới ngân hàng để cầm sổ đỏ Do cuốn sổ đứng tên hai vợ chồng Nên một mình bà không có quyền quyết định Dạ cô ơi Nếu mình muốn cầm sổ đỏ Thì cần có chữ ký của cả hai vợ chồng Nếu không cô có thể mang giấy ủy quyền Của người còn lại đến đây Chúng cháu sẽ giải quyết giúp cô ạ Nhưng chồng tôi hiện đang nằm viện tôi đang rất cần tiền các cô có thể linh động cho tôi được không bà lan lo lắng hỏi dạ không được cô ạ mong cô thông cảm cho cháu nghe đến đây bà lan như chết lặng nếu bây giờ không bán được nhà không có tiền thì bà biết phải làm sao đây mang tâm trạng bất an lo lắng bà lan trở về nhà khi vừa về đến nhà bà chạm mặt hương đang định quay người bước lên lầu thì bất giác câu hỏi của hương khiến bà lan đứng hình sao không bán được à bà lan quay lại đưa mắt nhìn hương rồi cất tiếng hỏi lại bán gì cô nói linh tinh cái gì thế thấy bà lan tỏ vẻ không hiểu hương bỗng bật cười cô đứng dậy đi về hướng bà lan sau đó cất giọng nói đầy khiêu khích thì chẳng phải bà thuê thợ khóa về để phá tủ lấy cuốn sổ đỏ đi cầm với hy vọng là cứu cái thằng con trai của bà ra ngoài à sau đó Cao chạy xa bay với cái tên tình nhân năm xưa của mình hay sao? Câu nói thốt ra từ miệng hương khiến cho bà Lan câm nín. Bà như chết lặng, khuôn mặt ngạc nhiên nhìn vào hương. Tại sao cô lại biết? Chẳng lẽ cô một lần nữa nghe được kết cuộc nói chuyện của bà ta với tên tình nhân đó hay sao? Tại sao mày biết? Hay là mày đã lấy lại trí nhớ rồi? <laughs> Kể ra bà cũng không thông minh như tôi nghĩ Hương bất ngờ cười lớn sau câu hỏi của bà Lan. Đây là một nước đi mà bà ta không bao giờ có thể ngờ đến. Hóa ra là Hương không hề mất trí nhớ như những gì bác sĩ nói. Là ra cô cố tình giàn dựng mọi chuyện. Cô muốn làm như vậy để có thể quay trở về nhà bà Lan, tiếp cận bà ta một cách đoàng hoàng chính chính, khiến cho bà ta không nghi ngờ. Sau đó đánh cho bà ta một cú đòn chí mạng. Nói đi, mày lấy lại trí nhớ từ bao giờ? Bà Lan điên cuồng hét lên. Tôi chưa bao giờ quên. Làm sao tôi có thể quên người cố tình giết chết tôi được? Tất cả là do tôi diễn đấy. Bà nghĩ một mình bà biết diễn chắc? Yên tâm đi, hôm nay tôi sẽ cho bà biết toàn bộ sự thật. Bà còn nhớ cái đêm con trai bà bị bắt không? Là tôi đấy. Tôi là người báo công an đấy. Còn việc con trai bà bệnh càng ngày càng nặng ấy? cũng là do tôi cả đấy. Hàng ngày đưa thức ăn lên, tôi tiện tay nhỏ thêm vài giọt thuốc thôi. Sao? Bất ngờ chứ? Còn chó này! Nói rồi, bà Lan lao đến túng tóc hương nhưng cô đã né kịp. Sao mày dám làm như thế? Mày nghĩ tao giết mày một lần rồi thì lần này tao không dám giết mày nữa à? nói xong bà lan tiện tay với lấy con dao gọt hoa quả bên cạnh sau đó tiến lại gần phía hương những câu nói của hương nãy giờ khiến cho bà ta trở nên tức giận con quỷ trong bà trỗi dậy bà sẽ phải băm cô ra thành trăm mảnh vì chính cô là người đã khiến cho gia đình bà trở nên khốn khổ như bây giờ chính bà thừa nhận bà là người đã cố tình giết tôi ngày hôm đó bà nghĩ những việc ác mà bà làm sẽ không bao giờ bị vặt trần hay sao đúng là tao, tao giết mày. Nhưng đen đuổi thay tại sao ngày hôm đấy mày không chết đi? Nhưng không sao, hôm nay tao sẽ khiến mày câm mồ mãi mãi. Nói xong, bà Lan lao vào, đâm thẳng con dao hướng về phía hương. Đùng! Tiếng súng nổ, vang lên, con dao trên tay bà Lan rơi xuống. Ông Quang xuất hiện cùng với cảnh sát. Họ nhanh chóng tiến đến bắt bà Lan. Lại một lần nữa, bà Lan bị hương lửa mọi việc xảy ra ngày hôm nay tất cả đều đi theo sự tính toán của hương là cô đã nói cho ông quang biết sự thật từ trước đó để ông quang đưa hùng đi vào trại cai nghiện biết rằng bà lan sẽ vì con mà làm tất cả mọi thứ nên hương đã nhân cơ hội này để khiến bà ta phải trả giá tất cả những việc mà bà ta đã gây ra nhìn thấy chồng xuất hiện bà lan hoảng hốt quỳ xuống khóc lóc cầu xin không không như những gì ông nghĩ đâu Tất cả là tại nó, nó dựng lên mọi chuyện, là nó, chính là nó. Bốc! Bà Lan vừa dứt câu, liền nhận ngay một cái tát đến từ ông Quang. Uổng công suốt mấy chục năm nay, ông yêu thương bà, nhẫn nhịn bà. Vậy mà bây giờ, bà nỡ lòng nào lừa dối ông? Tôi không ngờ rằng, suốt bao năm nay, tôi lại có thể sống với một con đàn bà độc ác như bà. Giờ hãy cút đi, cút ra khỏi cuộc đời tôi nghe tôi nói đã ông ơi ông ơi tôi sai rồi tôi biết sai rồi bà lan kêu gào một cách thảm thiết nhưng sau đó đã bị công an đưa đi những người hàng xóm thấy vậy thì bu đến xem chật kín cả nhà họ chỉ trỏ rồi bàn tán xôn xao phỉ nhổ vào mặt người đàn bà độc ác một tháng sau kể từ ngày bà lan bị bắt hùng vào trại cai nghiện hương cũng quay trở về cuộc sống với mẹ Thời gian qua, cô đã để mẹ phải lo lắng cho mình nhiều rồi. Kể từ ngày hôm nay, cô hứa sẽ sống thật tốt, sẽ không để ai bắt nạt hay hành hạ cô nữa. Chị Hương ơi, chị Hương ơi. Đang ở trong nhà, Hương nghe thấy có ai đó gọi mình, cô vội vàng đi ra, đó chẳng phải là Hoa, con bé hàng xóm bên cạnh nhà ông Quang hay sao? Hôm nay nó đến đây tìm cô, không biết có chuyện gì không nhỉ? Hoa à, tìm chị có việc gì không em? Chị Hương ơi, anh anh Hùng chết rồi. Câu nói của Hoa khiến Hương bất ngờ. Không phải Hùng đang ở trong trại cai nghiện hay sao? Tại sao anh ta chết một cách đầy bất ngờ như vậy? Em nói gì? Hương cất tiếng hỏi lại. Anh ấy bị sốc thuốc. Em nghe người ta kể. Không biết anh ấy lấy thuốc ở đâu. Nửa đêm trốn trong nhà vệ sinh, lén để dùng. Vì quá liều nên bị sốc thuốc chết. Mãi đến sáng ngày hôm sau người ta mới phát hiện ra Bây giờ đang được đưa về nhà bác Quang làm ma đấy Chị có sang không? Nghe đến đây Hương không nói gì thêm Cô chỉ trả lời cho qua rồi quay người bước vào nhà Cái chết của Hùng quá bất ngờ khiến Hương không thể tin được Cô không nghĩ rằng kết cục của anh ta lại có thể thảm hại đến như vậy Cho dù trước đây khi còn sống Hùng có là con người như thế nào anh ta có đối xử tệ bạc với cô ra sao thì ít nhất cô cũng đã chung sống với anh ta mấy năm trời thôi thì người đã chết có oán hận cũng chẳng làm được gì hương con đến đấy à ông quang bất ngờ khi nhìn thấy sự xuất hiện của hương cuối cùng thì cô cũng đến cô muốn thắp cho anh ta một nén nhang thay cho lời tạm biệt cuối cùng bởi Hương biết rằng bản chất của Hùng không hẳn là người xấu Chỉ là anh ta lớn lên trong một môi trường độc hại Có một người mẹ độc ác Luôn tiêm nhiễm vào trong đầu anh ta những suy nghĩ sai lệch Chiều chuộng và bao bọc anh ta một cách mù quáng Vô tình chính nó đã góp phần làm nên tính cách và con người của Hùng Để rồi ngày hôm nay Hùng nhận lại một kết cục bi thảm đến như vậy Một thời gian sau Kể từ ngày Hùng mất, Bà Lan trở nên điên loạn. Bà ta không tin vào sự thật tàn khốc đó. Đứa con trai mà bà ta yêu quý, coi như mạng sống của mình, đã rời bỏ bà mà đi. Có người nhà đến thăm kìa. Một vị quản giáo đi đến và nói với bà Lan. Từ ngày bà ta vào tù, chưa có một ai đến thăm non. Ngày hôm nay, nghe thấy có người đến thăm, bà Lan vui mừng reo lên. Bà điên cuồng chạy thật nhanh ra ngoài, miệng không ngừng la hét hùng con trai tôi con đến thăm mẹ đúng không hùng ơi mẹ đến đây bà lan cứ ngỡ rằng người đến thăm mình ngày hôm nay là hùng bởi vì bà vẫn không tin rằng hùng đã chết bà không tin đứa con trai duy nhất của bà có thể nhẫn tâm bỏ bà ở lại một mình nhưng khi cánh cửa vừa được mở ra gương mặt bà lan bỗng trở nên biến sắc là mày mày giết con tao tao phải giết mày tao phải giết mày khi vừa thấy hương bà lan bỗng trở nên kích động bà điên cuồng la hét rồi lao về phía cô thấy tù nhân không kiểm soát được hành động những người quản giáo lại kéo bà ta quay trở về phòng giam nhìn bộ dạng của bà lan bây giờ hương bỗng thấy có chút thương cảm thời gian qua cô đã suy nghĩ rất nhiều mặc dù bà lan làm ra những chuyện xấu thậm chí là từng muốn giết chết cô nhưng suy cho cùng bà ta cũng phải trả giá đứa con trai duy nhất đã mất người tình bà ta tin tưởng thì cũng trốn biệt tâm từ ngày bà ta bị bắt vào tù hắn ta chưa một lần đến thăm tất cả mọi việc xảy ra cứ coi như là nhân quả bây giờ có oán hận cũng chẳng làm được gì nên hương đã chọn cách tha thứ tất cả sống một cuộc đời của riêng mình không oán hận mà cũng chẳng thù hẳn ba năm sau dạo này bố có khỏe không ạ bố khỏe mà công việc của con thế nào rồi vẫn tốt bố ạ à. hôm nào rảnh con về thăm bố nhé thôi con cứ lo công việc đi đừng bận tâm đến bố bây giờ bố chỉ mong con tìm được hạnh phúc của chính mình đừng vì một lần đứt tay mà cả đời không dám cầm dao hãy mở lòng mình ra để đón nhận những điều mới vì con xứng đáng được hạnh phúc hóa ra từ ngày hùng mất ông quang đã bán căn nhà đang ở rồi sau đó tặng cho hương một số tiền để cô làm ăn kinh doanh phần còn lại ông về quê mua cho mình một căn nhà nhỏ ngày ngày trồng rau nuôi cá sống một cuộc đời bình yên còn hương cô đã gạt bỏ quá khứ quên đi những hận thù tập trung kinh doanh khởi nghiệp từ số vốn mà ông quang cho cô và trời không phụ người tốt công việc kinh doanh của Hương ngày càng phát triển, cô đã mua cho mẹ một căn nhà lớn hơn, lo cho các em ăn học đầy đủ và sống một cuộc đời của riêng mình. Cuộc đời chính là như vậy. Ở tinh gặp ma, ở tình gặp quái, gian tả, ắt sẽ gặp nhau. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện đã khép lại khi cuộc sống của Hương đã yên bình bóng đen của cuộc hôn nhân bất hạnh đã nhường chỗ cho ánh sáng chiếu rọi những ngày tháng thanh thản của cô. Chúng ta dẫu sao cũng lại đan xen một chút gì đó gợn gợn khi nghĩ tới. Trên đời sao lại có những kẻ làm chồng như Hùng, làm vợ và làm mẹ xấu xa như bà Lan. Phúc Đức tại mẫu, trong nhà có người mẹ như bà Lan giống như có một người gieo mầm xấu để ra quả đắng cay vậy may mắn thay đêm tối khép lại ánh sáng của một ngày mai sẽ luôn quay trở lại bởi vẫn có những người như hương như ông quang luôn mạnh mẽ hướng về một ngày mai tươi sáng audio chuyện hay xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe câu chuyện tạm biệt và hẹn gặp lại